Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về mạch đạo chiều động cơ 3 pha không đồng bộ. Thì ở đây mình đưa ra một cái sơ đồ nguyên lý gồm có mạch động lực và mạch điều khiển. Đấy, thì như chúng ta đã biết thì để đạo chiều cái chiều quay của cái động cơ không đồng bộ 3 pha thì chúng ta sẽ đạo 2 trong 3 giây nguồn trước khi đưa vào cái động cơ này, đúng không ạ? Tức là chúng ta giữ nguyên 1 giây và đạo 2 cái giây còn lại cho nhau thì cái động cơ nó sẽ được đạo chiều. Rồi thì để làm được điều đó thì mình sẽ đi vào phân tích cái mạch lực này. Ở trong mạch lực này thì mình sử dụng cái câu chì này và hai cái khởi động từ cá thuận và cá ngược, và mình sẽ sử dụng thêm một cái rơ le nhiệt. Đây là cái phần mạch động lực. Sang cái phần mạch điều khiển này, mạch điều khiển này thì mình sử dụng thêm một số cái nút bấm và đèn, đèn để báo tín hiệu đấy. Rồi ở đây thì gồm có đèn 1, đèn 2 và đèn báo sự cố khi qua tải. Và mình sử dụng thêm 3 cái nút bấm S1, S2, S3. Với cái S1 này là cái tiếp điện thường đóng, S2 này là tiếp điện thường mở, S3 cũng thế, là tương tự là một cái tiếp điện thường mở. Rồi mình chạy đi vào phân tích với trường hợp chạy thuận. Thì khi chúng ta cấp nguồn vào, đúng không ạ, thì nó sẽ đi qua cái S1 này, tiếp điện thường đóng S1 này, và để chạy thì tất nhiên chúng ta cần phải nhấn on, nhấn cái S2 này, cái nút ấn S2 này. Cái S2 này thì nó ở trạng thái thường mở, đúng không ạ? Đấy, khi chúng ta ấn thì sẽ có dòng điện từ S1 qua S2 và qua cái tiếp điện thường đóng của cái nghịch này, đúng, của cái thằng ca nghịch này, đúng không ạ? Và đi vào cái ca thuần này. Và bởi vì cái nút ấn này nó không giữ, đúng không ạ? Chúng ta nhấn và nó sẽ qua, khi thả ra thì nó sẽ quay về vị trí ban đầu. Đấy. Và lúc đó thì cái ca thuần này nó sẽ mất điện. Và để duy trì điện cho cái ca thuần này á, cho động cơ được chạy thuần á, thì lúc đó cái ca thuần này, cái tiếp điện trong cái ca thuần này thường mở, nó sẽ chuyển sang trạng thái đóng. Vì sao nó có thể đóng được? Vì khi chúng ta nhấn cái nút on này, có dòng điện nó chảy qua cái tiếp điện thường đóng của cái thằng ca nghịch này và nó đi vào ca thuận, thì lúc đó cái quần hút trong cái thằng ca thuận này nó sẽ có điện và nó sẽ đóng lại, chuyển trạng thái từ tiếp điện mà thường mở sang tiếp điện thường đóng, sang đóng, và lúc đó nó sẽ cho dòng điện chạy qua. Và đồng thời cái đèn 1 này nó sẽ sáng lên. Và lúc đó nó sẽ, sau khi nó đi qua ca thuần này, nó sẽ vào cái rơ le nhiệt này, đúng không? Đấy, sau như khi vào dòng điện đi qua cái khởi động từ ca thuần này thì nó sẽ vào cái rơ le nhiệt này và đi vào động cơ này. Đấy. Như vậy là động cơ nó sẽ chạy thuận. Đó. Rồi. Với trường hợp để tắt thì chúng ta bấm nút off đây thì nó sẽ tắt. Và khi chúng ta muốn chuyển từ trạng thái đạo chiều á, từ trạng thái chạy thuận sang trạng thái chạy đạo chiều lại đấy, chạy nghịch ấy, thì mình cần phải bấm nút off này trước. Đấy. Khi bấm nút off này thì động cơ này nó sẽ dừng lại, dừng chậm dần đều. Và sau đó mình muốn chạy nghịch thì mình sẽ bấm nút on này. Ấn cái nút ấn S3 này đây. Đấy, khi chúng ta cũng tương tự, khi chúng ta bấm cái nút on này thì dòng điện nó sẽ đi từ S1 này đến S3 này, đi vào cái tiếp điện thường đóng của cái ca thuần này, của cái khởi động từ công tắc khởi động từ thuần này, và sau đó nó sẽ đi vào cái
cái quẩn ca nghịch này. Và để duy trì cũng tương tự như cái trường hợp chạy thuận, thì để duy trì cái dòng điện chạy qua cái ca nghịch này thì cái quẩn hút này nó sẽ đóng lại từ trạng thái thường mở sẽ chuyển sang trạng thái đóng. Đấy, các tiêm điện đấy nó sẽ đóng lại và nó sẽ thông dòng qua cái ca nghịch này, và lúc đó cái đèn hai này nó sẽ sáng, nó báo hiệu rằng là đã có dòng điện đi qua cái ca nghịch này đó. Và lúc sau đó nó sẽ đi vào cái relay, đi vào relay đây và đi vào động cơ, thì lúc đó nó sẽ chạy thuận chạy nghịch. Đấy, thì đó là cái cơ chế chạy thuận chạy nghịch. Và vì sao ở đây mình lại đặt cái hai cái tiết điểm KN và ca nghịch và ca thuần lại ở vị trí chéo nhau như này. Đấy, vì khi nếu như mà chúng ta đặt ở đây là, ví dụ ở đây mình đặt là ca nghịch đúng không ạ, với trường hợp như chúng ta đặt đây là ca thuần, thì lúc đó nếu như cùng một lúc chúng ta bật hai chế độ thuần và nghịch thì lúc đó nó sẽ chạy xảy ra trường hợp nổ, bị nổ động cơ đấy, chập cháy. Cho nên chúng ta phải làm khóa chéo như này. Rồi, với trường hợp quá tải thì sao? Với trường hợp quá tải thì cái nguồn vào này nó quá tải đúng không? Thì cái dòng điện nó sẽ tăng lên rất cao. Và lúc đó thì cái relay nhiệt này này, cái relay tiếp điện 1-2 này nó trạng thái thường đóng đúng không ạ? Vì cái relay này nó luôn cấp cái nguồn mát cho cái hai cái KT, ca thuần và ca nghịch đúng không ạ? Thì lúc này khi có hiện tượng quá tải xảy ra thì nó sẽ ngắt, nó không cấp cái nguồn mát cho cái ca thuần và ca nghịch nữa. Đấy. Đấy, nó sẽ chuyển từ trạng thái thường đóng sang mở. Đấy. Và cùng lúc đó nó sẽ đóng cái chân 3-4 này lại. Nó đóng cái chân 3-4 này lại. Đấy. Vì chân 3-4 này thường khi không xảy ra sự cố thì nó sẽ ở trạng thái mở đúng không ạ? Đấy, và khi có sự cố thì nó sẽ đóng lại, nó sẽ ngắt, nó sẽ cấp mát cho cái bóng đèn này. Đúng không ạ? Cấp mát cho bóng đèn này. Và ở đây cái bóng đèn này nó sẽ cấp cái nguồn nóng. Đúng không ạ? Đây, nó cấp nguồn nóng. Và khi lúc đó thì nó được có cả nguồn nóng và nguồn lạnh. Cho nên là cái bóng đèn nó này nó sẽ sáng. Và lúc nó sáng thì nó sẽ báo là sẽ có sự cố đúng không ạ? Đang có sự cố đúng không ạ? Đấy. Và lúc đó cái relay này nó sẽ không cấp điện cho cái động cơ này vào động cơ này nữa, cho nên là lúc đó nó sẽ bảo vệ được cái động cơ không bị hư hỏng. Thì trên đây là cái mạch đảo chiều động cơ không đồng bù 3 pha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.